em biết thập chỉ lương tâm là 2 năm. Xong rồi cái em thấy vô tình á thì cái của em, cái phương thức ăn của em á thì là vô tình là phù hợp với cái hướng dẫn của thầy. Và em thấy chắc là em đúng rồi. Mọi người nhìn có biết cô này là bao nhiêu tuổi không? Tôi thì tôi đoán là chừng 25 tuổi. Và một cái điều bất ngờ là khi mà gặp cô thì cô cho biết là cô bây giờ là 59 tuổi rồi. Thì may mắn là hôm nay chúng tôi gặp được chị Tuyết và nghe chị kể lại. Chị là người thực hiện, vô tình thôi, vô tình thực hiện phương pháp là nhịn ăn 16/8, cái mà chúng tôi đang theo đuổi. Ăn nhẹ nhàng. Thứ bảy chủ nhật đó là thí dụ như thứ bảy nhật thì mình có thể ăn thịt, ăn ấy, ăn buffet, ăn ấy. Chứ không phải là mình ăn chay hoàn toàn. Nhưng mà trong tuần á là lúc nào em cũng có một đĩa rau. Ăn trưa hoặc ăn chiều, lúc nào em ăn chiều thì em ăn nhẹ. Nhưng mà ăn trưa chính thì lúc nào cũng phải có một đĩa rau. Còn thịt thì thường thường em ăn luộc là chính, ví dụ như thịt luộc hoặc là cá hấp là chính. Nhưng mà riêng thứ bảy chủ nhật thì em thoải mái một tí. Không có gọi. Về ăn uống là nói chung là buổi sáng thì thức dậy thì em hay uống một ly nước ấm. Ly nước ấm tới 12 giờ thì nói chung trong quá trình đó thì em cũng có uống nước chút chút, thì 12 giờ thì em mới ăn. Thường thường á là em có thêm một cái áp dụng nữa là trong 5 ngày trong tuần á là em thường là em ăn nói chung là ăn rau nhiều, ăn nhẹ. Ăn rau à. Nhưng mà tới ngày thứ bảy chủ nhật á thì em ăn sang tí. Tí như là mình có thể thoải mái thứ bảy chủ nhật. Cái thời gian nhịn ăn như vậy là tổng cộng là bao nhiêu à? Thời gian nếu mà tính ra đó 14 tuổi tới giờ 59 là khoảng bao nhiêu? Nhịn ăn vậy là bao nhiêu? 24, 34, 44, 54 và 45 năm. Như vậy là cô Tuyết có một cái quá trình nhịn ăn 45 năm. Mọi người thấy khủng khiếp không? Mà cô rất là khỏe mạnh. Điều đặc biệt là mọi người nhìn cô Tuyết bây giờ là 59 tuổi nhưng mà nhìn như là một cái cô gái thiếu nữ mà còn đang xuân vậy đó. Phải không? Chúng tôi để cho mọi người xem cái cạc đi ăn đi tê của cô để mà xác định. Để mọi người không thấy là nói cô này cổ thì cái nhà hàng ở dưới chúng ta thấy là 25 tháng 9 1961 thì cái chuyến anh thì đi dứt lại. Ok, được rồi, cảm ơn. Thế thì trong cái thời gian nhịn ăn như vậy là tổng cộng là bao nhiêu à? Thời gian nếu mà tính ra đó 14 tuổi tới giờ 59 là khoảng nhịn ăn vậy là bao nhiêu? 24, 34, 44, 45 năm. Như vậy là cô Tuyết có một cái quá trình nhịn ăn 45 năm. Mọi người thấy khủng khiếp không? Mà cô rất là khỏe mạnh. Điều đặc biệt là mọi người nhìn cô Tuyết bây giờ là 59 tuổi nhưng mà nhìn như là một cái cô gái thiếu nữ mà còn đang xuân vậy đó. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983
581652.